Hỏa hoạn bùng phát tại khu hậu cần tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 28 tháng 1. Một đám cháy xảy ra trên phố Fox ở Liverpool, Anh ngày 27 tháng 1. Động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Guatemala ngày 27 tháng 1. Động đất mạnh 6,5 độ Richter ở bang Acre, Brazil ngày 28 tháng 1. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Bản tin ngày 29 tháng 1 có những diễn tiến mới về tình hình thiên tai thế giới. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Động đất mạnh 6,5 độ Richter ở bang Alagoas, Brazil. Thưa quý vị, vào ngày 28 tháng 1, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực phía tây bắc thành phố Alagoas ở Tarauca, Brazil. Tâm chấn cách 66 km về phía tây-tây nam ở độ sâu 20 km dưới lòng đất. Rung lắc nhẹ có thể cảm nhận được ở khắp các bang phía tây Acre và tây nam Amazonas ở Brazil, vùng viễn đông Acayali ở vùng Madre de Dios xa về phía bắc ở Peru. Video cho thấy các tòa nhà bị chấn động, nứt vỡ và lung lay như sắp đổ. Một chiếc ô tô rung lắc dữ dội cùng với tiếng la hét hoảng sợ của người dân đang bỏ chạy tán loạn. Phải mất tới vài giờ để chính quyền có thể tiến hành đánh giá thiệt hại toàn diện, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa. Dư chấn có thể xảy ra trong những ngày tới. Cơ quan chức năng cho biết tạm thời đóng cửa cơ sở hạ tầng, giao thông trong vùng để kiểm tra thiệt hại và tình trạng mất điện có thể xảy ra, đặc biệt là gần tâm chấn của trận động đất. Hỏa hoạn bùng phát tại khu hậu cần tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Thưa quý vị, vào 12 giờ trưa ngày 28 tháng 1, một đám cháy bùng phát tại nhà kho công ty năng lượng mới Hoa Thuận Dương Quang ở Chú Mã Điếm, Dịch Thành, Hà Nam. Đoạn video cho thấy ngọn lửa lan lên trời, đám cháy dữ dội khiến mái nhà kho bị sập. Tại hiện trường, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng nổ. Khi đám cháy bùng phát, nhiều người dân tập trung xung quanh nhà kho để xem và chụp ảnh. Theo người dân gần đó cho biết, trong kho có nhiều hàng hóa lớn được chở từ nơi khác về. Sau khi cháy, nhân viên kho hàng nhanh chóng sơ tán. Khoảng 3 giờ chiều, một nhân viên của đội cứu hỏa thành phố Chú Mã Điếm nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng đám cháy tại hiện trường vẫn chưa được dập tắt và nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra thêm. Đám cháy xảy ra trên phố Fox ở Liverpool, Anh. Ngày 27 tháng 1,
một đám cháy trên phố Fox ở Liverpool, Vương quốc Anh. Video cho thấy tòa nhà chìm trong biển lửa và một cột khói đen khổng lồ cuồn cuộn dày đặc bao trùm trung tâm thành phố. Một cư dân ở Liverpool cho biết tòa nhà bốc cháy dữ dội và tôi có thể cảm nhận được sức nóng từ chiếc ô tô chạy ngang qua. Ngay khi tôi bước ra khỏi xe, tôi có thể ngửi thấy mùi nhựa đang cháy. Nó khá nồng. Dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ của Merseyside cho biết tòa nhà có dấu hiệu sụp đổ, phải sơ tán người dân gần đó. Ngọn lửa lan rộng thành 4 khu vực và lính cứu hỏa được đeo thiết bị thở. Không có báo cáo về bất kỳ thương vong nào. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Guatemala. Vào ngày 27 tháng 1, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ở miền nam Guatemala, không có thương vong hoặc thiệt hại vật chất. Theo cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết, trận động đất cách thị trấn ở Taxisco 7 km ở độ sâu 108 km. Guatemala thường xuyên hứng chịu các trận động đất do nằm ở điểm giao nhau giữa các mảng đại lục Caribe và Cocos. Theo nhà chức trách, 90% lãnh thổ Guatemala thường xuyên xảy ra động đất. Trận động đất cũng được cảm nhận ở các nước láng giềng El Salvador. Các quan chức ở El Salvador mô tả trận động đất là mạnh và cho biết họ đang theo dõi diễn biến. Cách thủ đô Guatemala khoảng 100 km về phía nam, khi chuông báo động vang lên, một số người dân hoảng sợ đã sơ tán khỏi nhà. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Guatemala cho biết một phần của mặt tiền nhà thờ ở thị trấn San Pablo Roscopilas ở phía tây bắc tâm trấn của trận động đất đã đổ xuống. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.